hộp 60 đen hồng, 75 ký dừa. Bảy mươi lăm ký đen tím 160. Màu nho 160. 60 ký dừa. Chị nào chốt bình luận nha, 60 ký dừa màu nho. Đang hàng sale lẻ mẫu nha mấy chị. 160. Sale lẻ mẫu. Chị có một bộ nãy giờ em hỏi chị có chốt không để em biết đường mà chị. Có một bộ 150 hả, chốt thì cho em địa chỉ nha. Có bộ tím. Nãy giờ chị có chốt đâu mà chị hỏi chị mấy bộ. Màu nho chốt bình luận. Chị đào đen tím em lên hoài chị không có ok, không có nói gì tới em hết, em đâu biết gì đâu lấy. 60 ký màu nho 160 nha. Chị có chốt thì cho em địa chỉ em gửi luôn. Nho ok chị Nguyễn Bé. Hàng lẻ mẫu. Nhiều khi em cầm cái bộ 60 ký nó là đen tím hoặc là đen đỏ, 70 ký nó đen hồng hay là đen vàng gì mấy chị, bắt buộc là không có hàng. Sale rồi. Ok chị Nguyễn Bé, lên thêm màu gì chốt luôn giùm em nha. Có bộ tím hả chị, lấy cho địa chỉ, không thì thôi. Có chốt gì đâu hỏi mấy bộ. Cái chốt này chốt kia mới quên được, chốt nhiều bộ mới quên ha. Chốt bộ quên gì. Màu riêu 60 ký lấy không chị yêu ơi, 160 luôn nè chị Nguyễn Bé. Năm mươi, năm mươi lăm tới năm bảy, năm tám, 60 ký dừa nha. Cái tay này nó hơi ôm mấy chị, tầm năm mấy ký. Số 3 này nó có 50 mấy ký rồi mấy chị. 60 ký quay đầu nha. Chốt bình luận giùm em. Màu riêu, màu riêu. Có màu vàng, màu nho, màu sen. Lấy thêm màu gì nữa bình luận nha chị Nguyễn Bé. Lấy là lấy gì chị yêu ơi? Lấy nho rồi giờ lấy gì nữa? Nho lấy rồi giờ lấy gì? Lấy cho em cái màu. Để em không biết em chốt tùm lum cho chị à. Ri qua chốt bình luận. Lấy bộ nho rồi lấy thêm gì nữa bình luận. 60 ký màu vàng. Màu vàng. Màu vàng thêm bình luận nha. Vàng, riêu, đen, xanh lá. 60 ký cho em cái màu đi. Lấy thêm màu gì bình luận giùm em. Mẫu này có màu đen nữa. Đang sale hàng lẻ mẫu mọi người ơi, giá rẻ cực kỳ. Ô, cái này chừng năm mấy ký thôi nha mọi người, em mặc thấy nó ôm quá. Số 3 này chốt giùm em 57, 58 ký đủ lại thôi. Chị nào chốt bình luận. Màu vàng, màu riêu. Lấy thêm gì bình luận màu em lên cho chị đẹp. Có màu đen nữa nha. Lấy gì? Xanh lá. Xanh riêu, vàng đen. Đen đỏ. Có đen đỏ, đen vàng. 160, 160 nha.
Màu nho chốt rồi, lấy thêm gì màu cho em. Màu có bộ 45.000 còn mấy màu á, 2-3 màu á, chốt thì em lên cho. Còn ai lấy gì cứ cho em cái màu mấy chị đang thích, đang cần. 65kg đen đỏ nè. Mẫu này em có đen đỏ, đen vàng. 190. 190, 190. 65 dừa. Đen đỏ, nâu, xanh dương gì cũng có. Nâu, vàng, tím gì mấy chị chốt mẫu 190. Cổ vuông. Nâu. 75kg đấu lại đủ màu. Đủ màu, đủ màu. Đồ đồ 190 nè, màu đỏ tươi. Ai thích mẫu này bình luận mã 1. Đủ màu, đủ màu, 75kg đâu là vừa. Đỏ tươi, đỏ tươi, 190. Mã 1. Màu tím 65kg, 150 nè, ai chốt lại chốt. 65kg nha. Còn có một bộ em xả 150 mà. Xe 3. Ai chốt bình luận màu tím. 150, 150 nha, xe 3 mấy chị, mẫu này nó hết luôn rồi đó. Có một bộ à. Xe 3 nha, 60-65kg. Chị nào chốt xả có 150 à. Trăm chín xả 150. Ai chốt tím này cho em đi lên lên đơn thành công luôn giùm em mấy chị. Rớt đi rớt lại hoài 2-3 lần rồi nha. 150. Chị nào chốt bình luận. Một năm không, một năm không. Tay cánh tiên là 200. Màu em đang cầm là màu bò. 75kg đó lại có hàng. Màu đen. Màu vàng, màu nho, màu xanh dịch, màu xanh dương. Màu riêu, màu bò, màu nâu, màu đỏ, màu hồng. Mã này 200 tay cánh tiên ha. Xanh dịch, xanh dương nè. Xanh dịch, xanh dương, riêu đậm. Có màu hồng dâu, màu đỏ, màu đen. 200, 200. Ai chốt bình luận nha. Mẫu này 140. Xả 2 bộ là 190. 2 bộ 190. Hai bộ 190. 75kg đó lại vừa. Chị nào mẫu mẫu bông bông sen này chị nào chốt bình luận nha. Lấy màu gì em đọc màu cho. Mẫu này chị nào chốt bình luận nhanh tay. 2 bộ 190 mặt cưng. Màu nho. Màu nho, màu sen, màu cam, màu vàng, màu xanh, màu lam, màu da. Màu tím, màu ruốc. Em đang cầm nho ha. Một bộ 140. 2 bộ 190.
xả cho hết hàng. Hai bộ 190. Mới mở live bên đây được mười mấy khách văng ra đâu mất tiêu trơn. Chấm bài tương tác lại giùm em đi, live mới ơi. Live cũ người ta chán rồi, live mới đâu rồi, lên tiếng giùm em. 40, 45 ngàn. 45 màu tím nè. 55-65 ký chốt nha. 45. 45. Mày vô màu tím màu xanh dịch. Áo lẻ giùm em ha, 1 tặng 1. Có bộ lụa tay dài ai chốt 60 ký đổ lại vừa mấy chị. Lụa tay dài 1 tặng 1. Lụa này 270 1 tặng 1. Ai chốt 2 cái áo 60 ký đổ lại được tặng. Một cái là tính 270 mà được tặng thêm 1 cái. Hàng lụa ăn đông hàng xịn nha. Một cái 270, ai mua một cái tặng một cái. Nhiều mẫu. Hàng lụa ăn đông mình mặc vô là thấy người ta nhìn là người ta biết mình mặc hàng xịn nha mấy chị nào đẹp. 50-60 ký vừa. Nhìn là biết mình mặc hàng xịn. Giá sale 270 một tặng một. Rồi bộ lụa tay dài 60 ký 170 một tặng một. Áo chốt bình luận. Ai chốt 2 cái đi mấy chị ơi, 1 cái được tặng 1 cái nữa sướng quá chừng. Sơ mi màu xanh lá 60 ký bao đẹp. Màu đỏ. Hàng sale mấy chị yêu ơi. Sale là 1 cái tặng 1 cái đó mấy chị. Màu tím. Mặc lên bao ha, bao hàng mấy chị. Không đụng hàng. Hàng sale. Với địa chỉ nào chị Nguyễn bé ơi, còn đó không? Ngưng rồi đúng không? Có bộ nho 160 tiền ship 30 nữa 190 gửi địa chỉ cũ đúng không chị? Ok giùm em. Đúng ok giùm em, gửi địa chỉ cũ hay gì bình luận giùm em mấy chị đẹp ơi. Để chút xíu đi đâu mất tiêu á, không biết đường gửi nha. Mẫu này em có 75 kg đổ lại nè, em đang mặc màu nho. Giá 200. Tay cánh tiên 2 lớp. Giá 200 nha. Ai chốt bình luận. Nho xanh dịch, xanh dương, rêu đen, tím, nâu, cam, hồng. Mã 190. Ai chốt mã 1 bình luận. Ngồi một cục ở trong hả? Ngồi vẽ nói chuyện vô chơi. Ôi. Đa dạng ha, bạn quá trời bạn. Ai chốt mẫu này 75 kg đó là gì? Hả? Ai nói gì nó cũng nói theo á. Giao lưu ha, rộng rãi. Đang bán nè, hello một cái coi. Bạn quá trời bạn. Bạn già rồi, bạn trung trung rồi, bạn lớn lớn gì từ lương học chưa.
60 kg màu da nè mấy chị, màu này da đậm, nâu lợt á. Chị nào chốt, chốt bình luận nha. 160 chốt. Sáu chục ký nha. Chị nào chốt bình luận. Bạn quá trời bạn. 160 ai chốt bình luận giùm em. Đây lỡ. Hàng sale hàng xã mọi người ơi, chốt nhanh nhanh lên. Chút về lại ừ. Ai muốn lên đầm không mấy chị, đầm tặng cho người cái chơi. Đầm đầm có 4 màu, còn mấy cái em tặng hết mấy chị lấy không bình luận giùm em tặng đầm. Tặng hoài mà cũng còn sót lại rồi mấy chị. Tặng đầm bình luận giùm em nha, 60 kg, 65 kg dừa. Tặng đầm ai lấy bình luận. Chị nào chốt đầm tặng không? 65 kg đâu lại em lấy cho mấy chị. Một cái em đang sale xả. Cái sale xả có 60 à. Cái gì nữa? Không có gì nữa chứ. 60 ngàn giờ em tặng cái, ai chốt bình luận nha. Ai chốt bình luận nè. 120 em tặng 0 đồng. Ai chốt thì 60 ngàn một cái, 4 cái 160. Tặng 0 đồng ai lấy bình luận. 50-65 kg chốt giùm em nha. Tặng đầm, tặng đầm. Màu vàng, màu xanh, màu hồng, màu đỏ. Chị nào thích mặt đầm thì ok chốt. 65 kg đâu lại vừa ha. Tặng đầm 0 đồng. Bình luận đi mấy chị đẹp. Một cái em đang sale có 60 ngàn à. Ai chốt 4 cái tính có 160 à. Ai lấy không thì bình luận tặng 0 đồng. Màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu đỏ. Hàng ăn đông giùm em nha. 270. 70 kg màu đen đỏ. 70 kg đen hoa đỏ. Chị nào chốt bình luận giùm em. Chị ơi, chị kêu em lấy tay con là em không có lựa. Giờ một đống hàng mấy trăm bộ, em đâu có biết bộ nào tay con. Chị đẹp ơi, chị cho em cái màu thì quạt may, chứ chị đừng có lấy cái tay con. Em không có sổ ra hết. Không lẽ giờ em đi sổ hết ra, em lấy một bộ tay con thì cũng cực. Đã sale rồi là mấy chị đừng có ấy quá, kén quá em không có lên đâu ha. Sale mỗi bộ là mất mấy chục ngàn rồi, mà kiếm đúng cái mẫu mà màu với lại tay con là em không có làm được. Em xả hết 200 bộ, có mua thì lấy. Có, nãy giờ đưa lên hoài mà bác có lấy đâu. 200 ngàn bộ thì muốn màu gì hay là gì cũng có. Còn giờ đóng hàng 500 bộ, biết đâu trong đó nó có mấy bộ thôi. Tay con em sóc ra hết, ship lại cũng đuối thôi, để đó bóc bộ nào bán bộ đó nha. Lô hàng sale có 500 thôi, còn lô kia có 4 ngàn à, mấy chị chốt nhiều cũng có hàng hết á. Nguyên cái hàng sale em có 500 bộ, nó đủ mẫu. Còn hàng mà hàng nghiêm của em là tất cả các mẫu. Nhiều lắm. Muốn màu dưới số ký là có liền, là không có nói gì hết trơn á. Giờ em đi sóc tung lên đúng một bộ cho chị thì cũng cực lắm. Nên em không lên làm vậy đó, chứ em muốn bán lắm nha. Với lại cái xây 50 kg bên em đâu có hàng, lâu lâu nó có một bộ à. 50 kg mà muốn hàng ấy là không có hàng.
lâu lâu có một bộ là ế gần gần á, đâu có bán được hàng 50 kg. Nè chị có chốt mẫu này thì bình luận giùm em nè, 230. Đó tay con có chút xíu nè, mà nó cũng không có size 1 nữa, size 2, size 3, size 4, size 1 hình như còn bộ. Bên em là size 1 là cái ế ế hoài luôn á, khó bán lắm, không có ai nhỏ hết, nên em không có lục lên hết được chị. 230 màu đen kem, đen kem, đen đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh dịch, xanh đậu, xanh đậu, màu màu riêu. Đó mấy mẫu như 230 là muốn lấy nào lấy, muốn lấy màu gì có hết. 50 kg bên em mỏi mắt lắm mới tìm được một bộ. Có mẫu 220 thì chị lấy đi, em lấy cho. Em có màu màu đen tím với màu xám. 220 em còn có hai bộ size 1 à. Muốn mua 160 thì chờ đi chị. Có hàng. Vàng, màu cam, màu tím, màu xanh, màu đen xanh đó, có mẫu 160 thì chốt. Chốt giùm em. Muốn lên hàng nghiêm á, size 1 em cũng hiếm lắm. Nãy có hai bộ bà kia bà cũng lấy rồi. Chết đi được. Sẽ tại em mới vừa mặc đó chị. Sẽ tại em mới vừa mặc vô, chị nhìn cái tay đó là tay lỡ hay cái gì? Sẽ tại em có một mẫu vậy à. Lâu có một bộ size 1 á, mấy chị thấy không, thường thường em lên em tặng là tặng size 1 không à. 160 mẫu này có nè. 160 mẫu này nè. Màu nâu, màu vàng, màu tím, màu hồng, màu đỏ. Cái con này 160 thì chốt hai bộ là 290. Có size 1. Em đang mặc size 1 nè, co giãn tốt nha. Màu em đang mặc là màu nâu, nâu, vàng, đỏ, tím, hồng. Chị chốt mẫu này bình luận hai bộ là 290, một bộ 160 tô hoa nha. Đó, riêng mẫu này có size 1. Sẽ là 235 kg, đối lại ai chốt thì bình luận màu với số ký. Màu tím, màu hồng, màu nâu, đặc màu vàng. Hoài nữa hả? Hoài nữa. Nếu cánh tiên này 200 nè. Mẫu này là cánh tiên mã 1. Nãy em lên cánh tiên em không có nói mã này, em nói mã 1 nha. Mã này nó cũng không có size 1 luôn, có size 55 kg à. Đây 255 kg nè chốt, 55-60 kg. Cánh tiên mã này 200, bình luận cánh tiên mã 1. Cánh tiên mã 1 200. Lo có một bộ 50 kg hả, là em tặng, là em hay bán tặng cho khách nào nhỏ xíu. Khách bên em không có ai nhỏ hết. Hỏi ra bà nào cũng 60-70 kg, 80 kg không. Có bộ xám với là bộ đen tím 220, chị có lấy thì có size 1.
Cái mẫu này cái tay nó cũng không phải là tay con hả chị, chốt em lên cho. Số 1 được nhiêu đây màu nè. Số 1 nhiêu đây màu nè, chị có chốt không em lên cho. Màu tím, màu nho, màu đen đỏ, màu vàng, màu đen vàng, màu đỏ, màu xanh lá. Đó, có được nhiêu đây size 1 à. Size 1 này 4 mấy ký, 4 mấy 50 ký nha. Form này nó nhỏ. Món này chị có chốt không? Không có tay con đâu. Này là bị ế chắc luôn á. Để dành bán tặng đầu like câu like chứ khách nào. Khách nào nhỏ đâu lấy. Nè màu đỏ chị có chốt thì bình luận. Màu đỏ này chị có lấy bình luận giùm em nha. 150 thôi. Nó không bộ à. Màu đỏ size 1 này chị có chốt bình luận giùm em. Nó không bộ 1 à hả, lấy ha. Tại vì size 1 này nè, bên em không có khách. Đó. Nó không bộ à. Lấy màu đỏ size 1, 150. Màu nho size 1 luôn. Ok, lấy thêm nho tay ngắn nè, có một bộ luôn. Duy nhất. Hồi nãy cái bộ kia chốt rồi là tay lỡ, này tay ngắn. Tay con á. Em không dám mặc vô tại nó nhỏ quá, em không mặc được nha. 150 luôn, chốt thêm mình bình lực. Trời ơi, chịu cực dữ lắm. Cái này biết sao không, để ghi qua bên để khi nào lên like đầu like mở hàng á, chứ có lên không có mặt vô thử được. Lấy nho nữa bình luận hiếm lắm mấy chị yêu ơi, C1 không phải là không có mà nhập về lần nào cũng bị ế hết trơn á. C1 nhập về là ế à. Thì bán hết tất cả các size, lấy luôn ok, 150 luôn nha. Bán hết tất cả các size, cái size 1 có năn nỉ người ta. Năn nỉ tặng không đồng đồ này kia nọ đó, để câu like. Đó, còn mẫu này là size 1 em có nè. Ai 4 mấy 50 ký thì chốt giùm em hồi khỏi có tím nữa. Màu này tím gì đây? Tím nho. Màu xanh lá, màu đen vàng, màu vàng, màu đen đỏ, màu tím quế đó. Ai 4 mấy ký sẵn thì chốt luôn đi, để ngồi kim lên nữa em làm biến đó. Cầm sổ xe 1 lên cho coi thôi chứ không có mặc vô thử được. Ok, chị thấy Lê gửi luôn 3 bộ nha. Tiền ship là 30 ngàn. Vừa lòng hả dạ chưa? Có nhiêu đây đó. Hồi nãy có màu gì em quên. Nãy hồi đầu chị chốt nho, nho tay lỡ. Nãy chị chốt đầu tiên là nho tay lỡ, giờ là nho tay ngắn. Ai chốt mẫu em có 75-77 kg đổ lại á, hàng sale quá mấy chị. Có ai to không? Chị nào trong đây mà to nhất không? Em lên cho. Nó tới số 6 là 75-77-78 kg gì đó. Em có một mớ, hình như là ép đá.
Hàng thiêu gì mấy chị bình luận giùm em. Áo lẻ. Áo lẻ. Hàng nghiêm là bao nhiêu mẫu, tất cả các mẫu, nhưng mà tình hình là Facebook nó mất tương tác, không dám lên hàng nghiêm. Xả ga ship vô cực lắm. Ai cần thì nhiệt tình lắm em mới đưa mẫu cho chốt nha. Hàng nghiêm hiện bây giờ giá nó 200 mấy nên là khó. Hàng sale lẻ mẫu giá có 160 à. Mà mấy chị chốt còn khó nữa. Áo lẻ gì ai chốt không em lên cho. Áo lẻ 20-30 ngàn gì không. Áo sơ mi 100 ngàn 3 cái á mấy chị chốt không. Em còn mấy cái áo nỉ 100 ngàn 3 cái chốt không. Áo nỉ là còn màu xanh với màu hồng em có mấy cái à. 30 ngàn cái chốt không mấy chị. Trời mấy ngày này á tối nào em cũng phải mặc áo dài áo nỉ mặc ngủ mấy chị. Chứ đắp mền không ăn thua. 30 ngàn màu xanh với màu hồng ai chốt không. 55-60 kg áo nỉ. Màu hồng với màu xanh. Xả 30 em có mấy cái à. 3-4-5-6-7 cái gì là hết. Xanh với hồng áo nỉ tay dài có nón. Mùa này ai chốt thì chốt, mặc được vài bữa nó hết lạnh bắt đầu để dành. Mấy mốt mặc tiếp. Chị nào chốt gì chấm đi mấy chị. Bên đây mười mấy khách, bên đây cũng mười mấy. Chán. Tìm thôi, nãy giờ lên 60 ký quá trời, tại chị không chốt quá chứ sao không có chị. Chị Nguyễn bé. Bỏ màu nho tay lỡ nãy đúng không chị? Lấy màu xanh nha. Nãy giờ lên quá trời tại chị không chốt chứ em đâu có thấy ngưng đâu. Xanh lá chị chịu ok. Ok xanh lá giùm em. Ok xanh lá nha chị Thái Lê. Tại chị không có chốt, chị làm thinh là sao em biết đường đâu. Hứa đâu gãi. Bỏ bớt bộ trước nè. Ok xanh lá chưa. Học, em lên 60 kg cả buổi luôn. Tại chị không có nói gì tới em hết. Cũng ngại chứ mắc cỡ thấy mẹ. Chị Thái Lê lấy màu xanh lá đúng không? Đúng ok. Đúng ok xanh lá giùm em. Hai bộ tay con với một bộ tay lỡ. Đó ok. Ok hoài vậy má. Ok hoài vậy chị Nguyễn bé. Ok là ok vậy ta. Nãy cũng ok lấy mà em đâu biết lấy gì nên là em đâu có lấy gì cho chị. Cái bà kia kìa. Cái bà Thái Lê á. Số 1 này có lấy bình luận. Làm thinh nè em không có biết đường dẹp nữa nè. Lên xong. Lên 60 kg cho chị nha. Giờ bình luận liền dùm cho em. Trời ơi. Ok ghét à. Chị nào chốt bình luận giùm em. Cái này là lá nha. Lá 60 kg nè chị Nguyễn bé. Lá nha. Ok gửi luôn. Ok vậy là bộ tay lỡ với hai bộ tay
lấy xanh lá đúng không? Chứ ok riết hả? Xanh lá cho chị 160 đúng không? Chị Nguyễn Bé cứ ok hoài à. 160 không? Xanh lá là 60kg vừa. Trăm sáu nha chị Nguyễn Bé, cứ đưa lên là ok à. Màu đen màu gì nữa không? Màu đen đỏ nè. Ok chị, đúng ok. Em mới có quyền ok mấy chị. Mấy chị có quyền bình luận màu. Đen đỏ lấy bình luận nha. 60kg nữa nè. 160 chị Nguyễn Bé. Chị Thái Lê em gửi cho chị luôn nha. 3 bộ tổng cộng tiền ship 30.000 đó. Đen đỏ chốt bình luận 60kg nè. 160 đen đỏ lấy bình thường bình luận luôn thêm không chị Nguyễn Bé. Đen đỏ hồi nãy chỉ có một bộ rồi, giờ thêm bộ xanh chứ giờ đen nữa đi là 3 bộ. Chị ơi chị đúng rồi, 2 bộ 150 với 1 bộ 160 với tiền ship là tổng cộng 490 đúng rồi chị Thái Lê. Lên đơn luôn ha, không gọi lại. Đen đỏ 60kg nè, chốt bình luận đen đỏ. Đen đỏ 60kg này là 160. Đó, ai chốt thì nhanh. Đen đỏ màu cam. Ô màu cam này số 1. Màu cam số 1, ai 4 mấy 50kg chốt. Số 1 còn có mấy bộ à? Thêm gì nữa bình luận. Riêu đen vàng. Chết cái nơi vậy. Ai cũng ngồi. Màu đen vàng 60kg nè, chốt bình luận giùm em. Biết mấy chị có thấy nữa không ta? Đó, không bình luận lấy đâu, cái hồi kêu lên thêm. Lên thêm. Có bộ tím nè chị yêu ơi. Chị Nguyễn Bé 60-65 nè. 150 chốt luôn không? 60-65kg nè, chốt bình luận giùm em. Có một bộ duy nhất à. 150 là xả nha. Ai mua bộ đồ tím này cảm ơn nhiều. Chốt tới chốt lui hoài chưa thành công. Lấy gì nữa bình luận. Giờ em lên áo lẻ nha. Đây là đồ bộ 80kg đổ lại dừa. 150 nè. Tơ hoa. Tay lưới. Mấy chị không có bình luận sao em biết đường mà mấy chị. Mấy chị. Trăm rưỡi, 150. Ơ quanh 160. Tay lưới, em có mẫu 120 nữa. 80kg đâu là em có màu đỏ 120. 108 xe 120, chị nào thích không em lên cho. Hàng tô hoa em còn có một màu đỏ mà đủ size. 120 em còn ít đó mấy chị. Chốt mẫu 120 không tay lưới. Chờ em nha mấy chị 2 phút.
làm như người từng trải. Chỉ 120 màu đỏ, xe 234 nha. Xe 2, xe 3, xe 4, 120. Có một màu đỏ em xả rẻ nha mấy chị. Đủ màu là bán 170, 180. Ok, chị lấy có hai bộ em gửi địa chỉ cũ luôn hả? Lấy thêm gì bình luận luôn hả chị? Lấy thêm bộ nào nữa không chị Nguyễn Bé? 320 cộng ship là 350 nha chị đẹp. Ai chốt đỏ số ký giá 120, 80 ký đổ lại có mẫu này. Chị nào muốn chốt siết eo bình luận giùm em, siết eo 70.000 nha. Siết eo 70.000 một dĩ thuốc Nhật. Uống cho nó sổ qua bụng á mấy chị. Xẹp bụng siết eo. Củ bạc 50, kem vàng chị nám 95.000. Tẩy trắng body 55. Siết eo chị nào mà cái mỡ bụng mình nó mất tự tin á, mặc đồ không có đẹp thì chốt cái này về uống nha mấy chị. Hiệu quả cực kỳ, 70.000 một dĩ, 50 viên. Uống hết dĩ này xuống 5 kg ha. Lần uống có 2 viên mỗi ngày, một lần mỗi ngày 1 lần chốt giùm em. Siết eo kem vàng mấy chị yêu ơi. Lấy thêm bộ nữa đúng không chị? Có xe 3 chị. Dương Huệ nguy hiểm là cái gì ta? Chào chị Dương Huệ. Lấy bộ đỏ thêm là 4 bộ nha. Dương Trinh lấy màu đỏ số 3 có. Lấy màu đỏ xe 2 cho chị là 60 kg nha chị. 60-62. Thái Lê tổng cộng 4 bộ nha. Lấy cái này bỏ cái kia là nghỉ đó. Lần này lấy mà bỏ là nghỉ nha. Lấy bộ này là tổng cộng 4 bộ. 120. Kem vàng cho 95. Có xe 3 chị Duyên Trinh có chốt. Bình luận giá có 120 à. 95.000 xài cho da mịn trắng nha. Ok. Ok xong rồi. Tính nhẩm còn giỏi hơn em nữa mấy chị. Ok là 4 bộ. Họ đứng ngứa mắt ngứa tay bình luận thêm em vài bộ nữa. Cảm ơn nhiều nha chị Thái Lê. Chốt là chốt cái gì bình luận đỏ 120 chị. Đỏ xe 3, số 5, số 7, số 8 tiếp. Chị Duyên Trinh chốt bình luận. Siết eo ok chị Trần Mỹ Thanh. Siết eo là uống ngày có 2 viên thôi nha, một lần một à. Ăn xong rồi uống, ăn xong nửa tiếng uống. Uống vậy cho nó tránh đau bao tử á mấy chị. Ngày mai mình đi ngoài khoảng 2 lần. Lần đầu tiên là đi 2 lần. Siết eo ok. Duyên Trinh chốt bình luận đỏ 120. Đỏ xe 3 120. 65, 68 ký. Xe 4, xe 7, 80 ký lực. Siết eo là 70.000. 50 viên lực. Uống cái bụng mình nó xẹp dữ lắm nha. Hiệu quả. Có xe 3 chị Duyên Trinh có chốt thì Duyên Trịnh hay Duyên Trinh chốt thì nhớ giùm em cái bình luận giùm em cho nó chính xác nha. Chứ để chốt rồi chốt không màu không giá gì hết trơn em chốt đại à. Chốt đại là mệt nha. Chị nào phủ bạc giùm em 50. Phủ bạc nha, phủ bạc được tặng cây lược. Phủ bạc đi mấy chị để tóc bạc, da chân bạc mà mình nhuộm nó có ăn. Nhuộm nó ăn bạc bảo đảm. Phủ đi. Phủ giùm em. Nhộm nó không có ăn bạc, nó chỉ đen mà nó cứng tóc thôi. Cái này phủ bạc giùm em nha. Phủ bạc 50. Tặng cây lược về xài. Mình pha ra số lượng 1:1. Phủ được 2-3 lần á, cứ chải lên giùm cho em. Chải lên về cho em ha, chải để 20 phút rồi gọi. Nè, chân bạc thường thường nó hai bên bát tóc với lại trên này ha. Nè, phủ bạc chải lên 20 phút. Có 50.000 thôi, phủ được 2-3 lần. Tóc em bít em phủ bịch 3 lần mấy chị.
tóc nhiều thì được 2 lần, hoặc là dụm hết, phủ hết nguyên đầu. Chốt thì bình luận giùm em ấy, chị Duyên Trịnh ơi. Được tặng cái lượt nè, 50.000. Kem vàng 95.000. Đặt trị nách giùm em ha, 2 vùng nách. Đổ mồ hôi á mấy chị. Đổ mồ hôi nó hôi dữ lắm nha. Này nó rút mồ hôi, nó không có mùi cơ thể. Chốt giùm em 60.000. Phấn nách 60.000. Tự nhiên cái chốt mà không có giá, không có cái khỉ gì hết trơn á. Kem nám là kem vàng 95 nha mấy chị. Xài cho body là bình luận tẩy trắng nè. Tẩy trắng 55. Thơm mà trắng, mịn, không bết ha. Sức vô 1 phút là nó khô hết trơn, không có dính mền, dính gói mấy chị, không có sợ ha. Không có bết. Đi ngủ thoải mái giùm em. Thấm hết trơn à. Trắng cực kỳ mạnh. Tẩy trắng 55. Này đang còn mấy hũ em sale cho hết nha. Ai muốn trắng da mặt xài kem vàng. Hết nám hết mụn xài kem vàng. Muốn trắng body thì xài tẩy trắng 55. Cái kiệt hàng quần áo bên em nó nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu, nhiều size, nhiều giá. Chốt không rõ ràng, không biết đường trời nào mò. Còn một tí với bộ nâu này, cái bố. Bảy lăm, 77 kg chốt giùm em ha. 190. Này mà khách thấy là lấy rồi ngày hôm qua. Tưởng có bộ cam à. Size 2, size 3 còn nhiều, size 4 còn 2 màu. Trời ơi, 190.000. Đó, 120 đúng không chị đẹp Duyên Trịnh? Ok chị nha. Đẹp quá trời, màu nâu lợt. Đỏ xe ba ok. Chốt gì thêm đi cho đủ đơn ha chị đẹp. Có 120 chưa đi đơn. Lên địa chỉ luôn giùm em nha chị Trần Mỹ Thanh. Lên địa chỉ giùm em ha. Đỏ 120 chốt thêm gì chốt giùm em cho đủ đơn em đi nha chị Duyên Trịnh. Tím dưới nâu. Dạ. Tím dưới nâu ha. 75, 77 ký chốt giùm em. C4 còn được 2 màu, C2, C3 còn nhiều. Tím này tím quế ha, màu đẹp. Hai bộ C4. 75, 77 ký vừa, tại cái này nó form nó to. Không to. 78 ký. Ok ok rồi, cho chị đỏ. Chốt thêm gì nữa em ra đơn luôn chị. 120 em cũng xả à. Thêm bộ gì nữa không em lên hàng sale, hàng xả cho. Sale xả là giá rẻ có 160 à. 160 à. Hàng bông, hàng tơ hoa có đầy đủ nha. Còn mấy bộ size 3, được vài bộ size 4. Số hoa này 180 nha, có một màu đỏ em đang xả, có hai có 120 à. Nhớ chốt thêm gì nữa em đi đơn luôn. Chị chỉ nào nha, chị gái Duyên Trịnh. Size 3, size 4. 2, 4, 6, 7. 7 bộ size 3. Ai chốt hết giùm em đi mấy chị. Mẫu này tơ hoa mặt đẹp, mát, co giãn nhiều.
đang mặc size 3 của chị nào mà tầm 68 kg ta, 68 đổ lại, size 4 tới 80 kg đổ lại là 65, 64 tới 68 kg, mặc size 3 80 kg đổ lại mặc size 4. Hai bên cũng đông khách quá trời mà không ai bình luận. Trăm hai đỏ, đỏ số ký đỏ 120. Đỏ còn hai bộ màu cam xả nè mấy chị. Xả 130, xả 130 màu cam còn hai bộ, màu môn còn bộ, màu môn còn một bộ, cam còn hai bộ. 75 80 kg chốt màu đỏ, màu cam, màu môn thì 68 kg đổ lại dừa. Xả 130 màu đỏ, ai lấy thêm bình luận nha. Còn mấy cái bóp đầm chị nào chốt không mấy chị yêu ơi? Hàng Quảng Châu nha. Bóp này chốt giùm em 150. Vừa tay ghê không mấy chị? Còn có mấy cái ai chốt bình luận. 150, 150. Môn 130. C3 này là 68 kg đổ lại nha. 64, 68 kg. Hết sạch sẽ luôn. Một trăm ba mươi k ai thấy nữa mấy chị yêu ơi. Chị Trần Mỹ Thanh ơi, em điện thoại cho chị nha, chị nhắn địa chỉ giùm cho em. Để em lấy địa chỉ em đi đơn luôn. Tiền ship 30.000. Em bên shop Đào Ngọc quá chị, nãy giờ chị chốt mấy bộ đồ với lại một cái dĩ thuốc. 30.000 tiền ship, chị nhắn giùm em địa chỉ em đi đơn nha. Chị nhắn vô cái số em đang gọi chị nè. Dạ. Hello lại đi mấy chị yêu ơi.
còn ai chốt nữa thì em lên, em chốt thì em chào mấy chị gái. Xíu nữa vô lại được không mấy chị đẹp? Ai cũ là em gửi địa chỉ cũ nha. Chị nào chốt nữa thì chấm giùm em lên. C1 em có mấy bộ xả 160 á, chị có chốt không em lên cho. C1 50kg đúng không? Nếu mà chị lấy hàng nghiêm 200 thì em có 200, 220. Còn hàng xem em có mẫu à. Chị nhiêu ký mà đòi lấy xe 1 chị đẹp? Xe 1 bên em là có 50kg nha. Tùy theo mẫu, có mẫu được 55. 75kg màu đỏ. 50kg em có mẫu này em xả 160 nè. Còn muốn lên mẫu 220 em còn mấy màu? Màu cam. Màu cam, màu vàng, màu đen, màu tím, màu nho. Mẫu này 185, màu riêu. Riêu đậm nha. Có mẫu 220 nữa. Lấy bình luận nha. Màu riêu đậm, 185 xe 1 nè chị. Xe 1 bên em nó ít lắm, ít mẫu lắm. Lấy riêu bình luận 185, 50kg. Mẫu tay lỡ này mấy chị chốt giùm em 160. Màu xanh lá, màu đen, màu tím, màu nho, màu vàng, màu cam. Chốt màu màu gì bình luận giùm em ha. Xe 1 em ít. Màu đỏ em đang mặc 75kg, ai chốt bình luận giùm em giá 160. Xanh lá tím quế, màu đen đỏ, màu vàng, màu đen vàng, màu nho, màu cam. C1 muốn lấy màu riêu thì bình luận giùm em riêu 185. Có mã 220, có màu xám nha, màu xám với màu đen tím. Lấy bình luận giùm em. Bảy mươi lăm ký đổ lại nhiều lắm mấy chị, xả có 160 à. Chốt bình luận giùm em nha chị, em chờ chị. Có số 3 mà không có màu cam mẫu đó chị. Nguyễn Liên, chị lấy nhiêu ký? Nhiêu ký cái form đó là form nhỏ,
Chị Nguyễn Liên. Phơm đó phơm nhỏ số 3 có 60 kg à. Màu riêu màu vàng này là trước nè. Đây hàng lẻ mẫu quá, không biết nó màu gì số nào luôn á chị. 58 kg hả? Dạ, chốt số 3 được. Màu vàng đi. Màu vàng màu riêu, không biết có màu cam không nữa. Tại vì này hàng lẻ sai, màu riêu nè. Màu vàng, màu đen. Năm tám ký em lên cho chị nha. Ưng cái nào chốt giùm em mới đó. Mẫu này nó lẻ. Màu cam mã khác có. Mẫu khác có. Em đang sale xả có 160 à. Muốn lấy màu cam mẫu khác em lên cho. Màu cam bao la nhưng mà nó tùy mẫu. Ok chị. Hai vỉ thuốc ha. Xếp eo ha. Tranh thủ đúng không? Tranh thủ để Tết mình mặc đồ cho đẹp. Hàng sale chị yêu ơi, chốt thêm không chị Phong? Hàng sale 160 một bộ. Màu cam này size 2 để em coi nhiêu ký nha, tại tùy theo form. Nhiều mẫu lắm. Sale lẻ mẫu. Sale đồng giá 160. Size 1 chị Thương Tiết ơi. Xanh số 3 ok Nguyễn Liên. Ok nha. Ok chị Phong rồi chốt thêm bình luận. Em đang mặc size này 55-57 kg nha. Tùy theo ha. Chị bốn mấy ký chị mặc size 1. Địa chỉ cũ đúng không Nguyễn Liên? Lâu quá không mua hàng là nhớ cho em địa chỉ lại. Em không có gọi. Xanh số 3. Cam này số 2 nè. 5 mấy ký chốt. 55-57 nha. Em đang mặc nó hơi bị ôm. Có màu vàng nữa nè chị gái yêu. Màu vàng, màu tím gì nè, chốt bình luận. Lẻ mẫu mấy chị chốt giá có 160 nha. Rồi cái này em còn có một bộ duy nhất bán 150 nè. Ai hốt này đi mấy chị. Ai hốt giùm em bộ này đi. Trời ơi, màu tím nó đẹp rần rần. Bán 150 à. Size số 3 nha. Hai bộ cho em màu đi chị đẹp. Chị Xuân Tiết. Cho màu đi, màu nãy mới lên á. Rồi bình luận luôn số điện thoại. C1 em đưa màu lên lại nha. Cái số điện thoại luôn giùm em. Màu cam 49 kg chốt C1. Xếp eo ơi mấy chị. Xếp eo xẹp bụng mặc đồ cho đẹp. 70.000 dĩ nha. C1 màu cam nè chị. Màu xanh ha. Màu nho ha. C1 bên em hiếm mấy chị ơi. Có 160 à. Màu đen. Đen vàng. Màu vàng. Màu đen đỏ, màu tím quế. Hai bộ thì cho em cái màu. Xương Tiết ơi. Màu nè chị. 160. C1 em không mặc thử cho mấy chị coi được. Em mặc cây lớn cho mấy chị coi nha. Cho mấy chị coi mẫu cho nó rõ. Tự nhiên cái cho hai bộ đi ship shop. Tự nhiên à. Không có chốt cái màu sao biết đường đâu chốt. Màu tím nè, tím quế. C1 là em không có thử được. Em kiếm C3 em thử cho mấy chị coi nha. Màu đen vàng. Màu nho. Màu đen đỏ. Màu cam, màu xanh.
Thêm màu gì nữa bình luận. Chị Nguyễn Liên đen đỏ này chốt nè. Tay ngắn 185 em nãy đeo lên màu riêu rồi chị Xuân Tiết. Size 1 đây nè. Trăm tám mươi lăm màu riêu đậm, mẫu này em có 75 kg đô lại dừa, xe một còn có một bộ à, riêu đậm chốt. Có đó chị, 185 này 200 cánh tiên đó, muốn ngắn có ngắn 200, mẫu này có 75 kg đô lại. Ủa 49 kg em hết màu rồi. Mẫu này hết size 1 rồi. Size 2 trở lên. Đen đỏ 160 nè chị Nguyễn Liên chốt không? 60 kg chị gái yêu. 160. Xeo xả chốt vài bộ đi mấy chị. Người mấy bộ đi mấy chị. Đen vàng, đen đỏ, đen vàng. Tay con đẹp quá. Chị Nguyễn Liên chốt mẫu này đi. 160 nguyên con trâu nè. Trâu vàng nha. Trăm sáu. 60 kg nha. Đen vàng hình trâu, tay con. Chốt nữa bình luận giùm em mấy chị đẹp. 60 kg đen vàng tay lỡ nè. Có số 3, có số 4. Có màu vàng. Chốt thêm đi mấy chị. Chốt thêm đi để em thấy mấy chị không bình luận em tắt like à. Ham dọa hoài vậy đó. Cứ chút xíu hăm dọ hoài rồi mấy chị. Hăm dọ quá trời. Ai thấy nữa không mà em mấy chị yêu ơi. Hết thấy rồi đúng không? 12 giờ rồi là hết thấy rồi đúng không? Chưa 12 giờ. Hết thấy rồi. Qua mắt rồi. 75 kg đó lại nhiều nha. Dạ em thấy chị chốt cũng không biết chốt hay không nữa. Em làm thinh hoài chị. Không có mẫu nào nữa đâu chị. Em cứ lên hả chị nào yêu thích thì chốt. Không thấy không thích không hợp thì thôi. Ai à, chốt em lên theo ý em ha. Được chốt không được bỏ qua. Mấy chị nhỏ ký quá. Mấy chị bị thiệt thòi hơn người ta. Bên em bán hàng toàn là 6-7-80 kg không à. 75 kg đổ lại không à. Nhỏ quá em có 1 bộ 2 bộ rồi ha. 4 mấy kg tướng người mẫu bên em không có hàng. Không có mua à. Ai chốt? Cũng mở miệng rồi chị kêu cái khác. 200 thì không có xây một. Có mấy ký tướng người mẫu quá trời. Bên em toàn là bán cho sumo không à. Hỏi ra là chị nào cũng trồng do. Chị nào chốt mẫu này bình luận có 160 màu đen vàng mặt riết luôn, mặt với cũ đồ luôn, không ai thấy đẹp hết trơn.
60 kg nha. Bà nào cũng múp múp tròn tròn, bà nào chồng cũng cưng hết trơn, ai cũng tròn do mấy chị yêu ơi. Có mẫu 230. Chị xin tiếp chốt mẫu 230 thôi. Còn bộ hay bộ gì còn như xe lớn 75 kg đổ lại không? Số 1 hình như còn bộ hay bộ. Mẫu này chốt không em gán em tìm cho. 230 nè. Gán tìm cho tại em còn xe lớn không à, 75 kg đổ lại. 55 trở lên còn 49 kg xe 1, em không biết còn mấy màu à. Chốt mẫu này 230 không? Còn bộ hay bộ à? Bán hàng lạ ha mấy chị, em bán hàng lạ lùng không? Ha. Lạ dữ lắm, bán toàn là người to không. Siêu mẫu là không có. Mã 230 nè. Xe 1 em có 230. 185. Cũng ít mẫu lắm. Có tay dài, ai chốt tay dài thôi. 60 kg vừa. Tay dài 1 tặng 1 chốt. Màu lá 60 kg dừa 160 160 160 màu lá màu vàng 275 kg đổ lại nhiều lắm. Áo lẻ gì không? Tắt like nha.